Thưa quý vị, xuất khẩu gạo được nhận định là đang lấy lại đà tăng trưởng. Các nhà máy gạo tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, bước sang tháng 3 thì các nước đều có nhu cầu dự trữ lương thực khá lớn. Thêm vào đó, giá sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gạo thơm chất lượng cao nên có giá bán khá tốt. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo tăng hơn 130% về lượng và hơn 180% về giá trị so với cùng kỳ năm rồi. Nhu cầu từ các thị trường đang dần phục hồi trở lại. Đặc biệt, số các đơn hàng từ Trung Quốc và Philippines đang tăng mạnh. Bộ Công Thương nhận định, cả năm nay xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi. Dự báo kim ngạch có thể đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn. Năm nay, nguồn cung gạo từ các nước lớn có thể thiếu hụt do tác động biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Ấn Độ đang cấm xuất khẩu gạo tấm, còn gạo trắng áp thuế 20%. Còn Trung Quốc đã mở cửa trở lại nên nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng. Gạo Việt Nam chất lượng đã được cải thiện nên dự báo đơn hàng sẽ tăng.